nghe nói Khâm Thiên giám quan sát thiên tượng, bói ra có một tai tinh không tài không đức chuyển thế, sẽ làm loạn hậu cung, hình khắc đông cung. Thế nên họ mới định thông qua kiểm tra tài nghệ để tìm ra người không tài không đức chẳng biết làm gì này, rồi giết bỏ tai tinh không tài không đức này. Sao có thể làm như vậy được? Tiểu Giả à, cách lúc kiểm tra vẫn còn một thời gian, cô chăm chỉ luyện tập chắc vẫn có thể vượt qua. Vậy thì sẽ không bị chém đầu nữa. Khó quá đi. Đây lại là tình tiết hệ thống cài đặt cho ta sao? Tự nhiên kiểm tra, ta phải làm sao? Điện hạ cũng biết gần đây trong cung đang kiểm tra tài nghệ. Ta là cung nữ của Ti Chế Ti, quả thật không giỏi nữ công. Ngộ nhỡ ta không vượt qua kỳ thi, bị chém đầu, thì ai cập nhật sách tranh cho điện hạ đây? Thế cô mới đến chỗ của một trong số những giám khảo cầu cứu. Người là một trong số những giám khảo. Đúng là trời không diệt ta. Điện hạ, người biết không, câu chuyện này vẫn còn một kết cục khác. Nếu người muốn biết, thì dạy cho ta một kỹ năng có thể vượt qua bài kiểm tra đi. Cô muốn học gì? Nghe nói điện hạ cầm kỳ thi họa đều tinh thông, không biết loại nào học nhanh chóng, dễ dàng vậy? Vậy thì bắt đầu từ sách tranh vẽ như ma này đi. Ta không biết nữa. Ta thấy điện hạ đang xem ta làm trò cười. Có sao? Có đấy. Ta thấy cô đặt bút dứt khoát, thần thái tự nhiên, vẽ xấu thật sự. Hay là đổi sang làm thơ đi. Đêm tối qua sao đầy gió lộng, họa lầu Tây cảnh quế nhà Đông. Thân không phải phượng bay tung cánh, giả có sừng Tây Ý cảm thông. Cô vội vàng viết nữa còn lại thế à? Vậy cô viết đi. Ta viết thì ta biết. Cầm bút không có cách cố định, phải cầm lỏng tay và thoải mái. Không ngờ ta lại có thể viết ra chữ đẹp thế này. Người bảo ta có phải là một học trò tư chất hơn người không? Điện hạ, ta sai rồi. Ta sẽ lau sạch quạt cho người. Người, ta nói người này, người làm gì thế? Đừng có làm bừa, ta nói người nghe. Không có hứng thú. Mang đến Ti Chế Ti giặt sạch đi. Nếu không ngày mai ta sẽ không còn nhìn thấy cô nữa. Cô, mang đến Ti Chế Ti giặt sạch cho ta. Điện hạ, quần áo hôm nay của ngài bị tiểu giả cô nương làm bẩn. Ta thấy ngài cũng không hề tức giận. Vật ngoài thân so đo với một tiểu cô nương làm gì? Bây giờ chữ này đều đã bị hủy, hay là ta vứt đi cho ngài nhé? Ta đã bảo vứt chưa? Mang bút đến đây. Dừng. Điện hạ, ngài chỉ đưa mấy nét bút là có thể sửa dở thành hay, quả là lợi hại. Ta thấy giống như là hoa dành dành, thông minh.
Khâm Thiên Giám tiên tri, người không tài, không đức, hình khắc thái tử, lan truyền rất kỳ lạ. Chuyện kiểm tra tài nghệ cũng rất kỳ lạ. Chiêm tinh, tiên tri, ta vốn không tin. Nhưng cũng không phải hoàn toàn là không có ích. Vòng eo mảnh mai chỉ bằng một nắm tay, nói chính là dáng người thế này phải không? Ta thua rồi. Ăn hơi no rồi. Sao ngày nào cô ấy cũng ngây ngô thế? Ta nghe nói lần kiểm tra tài nghệ này là từ Hữu Chính xin ý chỉ của Thái Hậu. Thái Hậu đích thân chỉ thị Chiêm Sự Phủ và Lễ Bộ lo liệu. Hơn nữa, từ Hữu Chính sẽ đảm nhiệm vị trí giám khảo lần kiểm tra này. Điện hạ vẫn nên cẩn thận đề phòng thì hơn. Không sao, Đỗ hắn cũng không dám gây sự ở Chiêm Sự Phủ. Tay cô làm sao thế? Mấy hôm trước luyện kiếm không cẩn thận bị thương, lát nữa tìm Tiểu Bảo lấy kim sang dược của ta mà dùng. Tạ ơn điện hạ. Thế nào? Nói với cô bao nhiêu lần rồi, chữ phải nằm gọn trong ô vuông, ngang dọc thoải mái, chữ nào cũng đều phải giống như mỹ nữ dáng vẻ lả lướt. Cô xem chữ cô viết đi, đúng là chữ cũng như người, chữ nào cũng tròn ung ủng. Tròn. Người vừa nói ta, người nói ta tròn, người còn nói là heo. Đừng giả vờ nữa, đã khô cả rồi. Được, tại ta không tốt, ta nóng vội, hấp tấp. Không phải người nóng vội, hấp tấp, mà là ta ngu dốt. Tại ta không biết cách dạy. Không phải người không biết cách dạy, mà là ta chữ cũng như người, tròn ung ủng. Cô đâu có tròn ung ủng đâu. Rõ ràng là dáng người lả lướt. Ta dáng người lả lướt. Chẳng phải người nói siêu năng lực của ta là ăn sao? Ta có thể không béo sao? Được rồi. Vậy thế này, tâm trạng hôm nay không hợp luyện chữ, vậy thì nghỉ một ngày, được không? Người nói đó nha. Vậy hôm nay ta sẽ không biết chữ nào nữa. Không viết nữa. Được, ra ngoài chơi đi. Có phải ta đã bị lừa không? Người này ta đúng là phục luôn. Không chèo nữa. Mạnh nữa lên. Người đó sao lại không chèo? Tình yêu đừng giận. Nhắc nhở. Tứ điện hạ chèo thuyền không dùng chèo mà chỉ dựa vào sóng. Nhắc nhở, tứ điện hạ chèo thuyền không dùng chèo mà chỉ dựa vào sóng. Dựa vào sóng. Nô tỳ lỡ lời, biết sai rồi. Vậy cô nói xem, ta phóng túng thế nào? Nếu điện hạ đã để ý đến tiểu giả cô nương như thế, hay là suy nghĩ đưa cô ấy vào Hàm Chương cung đi. Sau này ta lấy ai cũng không phải là việc ta có thể quyết định. Ta không muốn cô ấy phải chịu ấm ức. Sao hắn hay thay đổi thất thường thế? Ta làm thế nào để chinh phục được người như hắn? Tức chết mất thôi.
Lục cô nương, không biết hôm nay tâm trạng của hắn thế nào. Sao thế, cô định đứng ngoài cửa cả ngày à? Xem ra chẳng ra làm sao. Còn 3 ngày nữa sẽ kiểm tra tài nghệ. Nếu cô còn không hoàn thành thì sẽ phải cột tóc xà nhà, lấy dùi đâm đùi. Bây giờ có thể nói cho ta biết kết cục câu chuyện được chưa? Người nói là câu chuyện về đoàn công tử sao? Kết cục câu chuyện là như thế này. Không ngờ đoàn vương gia Lăng Nhan cũng từng bị thê tử trả thù. Tác phẩm của việc trả thù chính là đoàn công tử. Thế nên đoàn công tử và ba vị cô nương kia vừa không cùng cha, vừa không cùng mẹ. Cho nên hắn muốn lấy ai thì lấy. Xem ra đoàn công tử vẫn ở bên vương cô nương mà hắn yêu rồi. Người có tình cuối cùng cũng thành đôi. Không phải, người vương cô nương chung tình là biểu ca của cô ấy. Cho dù biểu ca của cô ấy vì để phục quốc đã trở thành một kẻ điên, nhưng vương cô nương vẫn không rời bỏ. Cuối cùng đoàn công tử về đến Vân Nam, đã nạp Chung cô nương và Mộc cô nương làm phi tử. Vậy thì xem ra kết cục vẫn là một câu chuyện buồn. Đoàn công tử được hưởng phúc của người Tề chẳng phải là việc nam nhân nào cũng hâm mộ sao? Không phải, không phải. 3.000 con sông nhưng ta chỉ cần uống một gáo nước. Tứ mía, người thật sự nghĩ vậy sao? Mau lên, mau lên. Để ở đây, để đây đi. Để bên này, để bên này. Nhanh nhẹn lên. Nào, ta giúp ngươi. Còn cái này để bên kia. Cẩn thận đấy. Ta nghe nói lần kiểm tra tài nghệ này là Từ Hữu Chính xin ý chỉ của Thái Hậu, mà Từ Hữu Chính sẽ đảm nhận vị trí giám khảo lần kiểm tra này. Điện hạ, còn một lúc nữa mới kiểm tra, hay là ngài nghỉ ngơi một lát đi? Không cần. Ngươi để mắt đến họ, bảo họ chuẩn bị tốt dụng cụ kiểm tra cần dùng. Dạ rõ. Nha đầu lần này nhất định có thể thành công. Tân Minh thập nhất hoàng tử Triệu Thần Hiên. Tiểu Hoan, nhiều cung nữ thế này đi làm gì thế? Điện hạ, ta đi hỏi thử. Đợi đã, Tiểu Hoan, đừng hỏi nữa. Hai chúng ta cứ đi theo là được. Đi, điện hạ, đi. Điện hạ, đợi đã. Thái tử giá đáo. Tham kiến Thái tử điện hạ. Sao Thái tử lại đến đây? Tất cả đứng dậy đi. Tạ ơn Thái tử điện hạ. Lão tứ, hôm nay đúng là vất vả cho đệ rồi. Thần đệ cũng chỉ đối chiếu danh sách, giám sát dụng cụ kiểm tra thôi. Thế nhưng đại ca, sao lại đích thân đến chỗ kiểm tra vậy? Làm phiền Từ đại nhân quan tâm. Ngài ấy nghe Khâm Thiên Giám nói trong cung có tai tinh không tài không đức liên quan đến bệnh tình của ta, thế nên mới vô cùng lo lắng. Còn xin ý chỉ của hoàng tổ mẫu. Ta vừa nghĩ đến việc mọi người đều động binh lực thế này, trong lòng thấy áy náy, thế nên mới đặc biệt đến xem. Đại ca, chuyện này huynh cũng tin à? An nguy của Thái tử liên quan đến vận mệnh quốc gia. Điện hạ có thể đích thân đến, đúng là phúc của Tân Minh. Điện hạ, mời ngồi. Đại ca, không sao chứ? Đại ca có khỏe không? Điện hạ vẫn khỏe chứ? Không sao. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đại ca, đại ca vẫn khỏe chứ?
Thập Nhất, rốt cuộc đệ đang làm gì thế? Đây không phải là cung của ta bắn. Đệ, nhị đệ, ta không sao. Đừng làm mất thời gian nữa, mau chuẩn bị bắt đầu đi. Tất cả đứng dậy đi. Tạ ơn Thái tử Điện Hạ. Mọi người kiểm tra lại dụng cụ trong tay mình, chuẩn bị bắt đầu kiểm tra. Xem như ngươi mạng lớn. Ban nãy đúng là nghìn cân treo sợi tóc. Nhị Điện Hạ võ công thật lợi hại. Nhị Điện Hạ tập võ từ nhỏ, cho dù là võ trạng nguyên của Tân Minh cũng không thể đánh được 10 chiêu với ngày ấy. Vân Trúc, không ngờ người cô thích là nhị hoàng tử à. Tiểu Giả, đừng có nói linh tinh. Trên mô bàn tay của cung nữ kia có vết thương chưa lành. Cô ấy nhất định chính là thích khách tối hôm đó. Tìm thật kỹ cho ta. Tiểu Bảo, đi theo Tâm Nhi. Người tiếp theo, Ti Chế Ti, Lục Nhân Giả. Bút mực giấy nghiên của ta đâu? Toán cao cấp, tranh sơn dầu, giải phẫu, tần thọ, đây đều là cái gì thế hả? Luyện tập thư pháp lâu như thế mà hệ thống không cho cơ hội thể hiện. Sớm biết sự lựa chọn là ba môn này, ta cần gì phải luyện thư pháp. Toán cao cấp không được, môn toán quá kém. Tranh sơn dầu cũng không được, ta vẽ tranh bút lông còn bị chê mà. Giải phẫu là kiến thức chuyên ngành của ta, nhưng nhất thời ta đi đâu tìm một thi thể giải phẫu? Chớp mắt có luôn. Con dao này cũng to quá đấy. Giải phẫu vịt sao? Cô ấy định làm gì thế? Cô ấy có làm được không? Trợ giúp khẩn cấp, cảm kích vô cùng. Điện hạ, cô ấy lấy dao của ngài. Không ngờ đao pháp của cô ấy lại giỏi như vậy. Lợi hại quá. Xem ra vị cô nương này thể hiện là tài nghệ liên quan đến ngự thiện. Vậy thì mời người của Ti Thiện Ti đến đánh giá đi. Chỉ dùng một con dao khác đã có thể lọc được thịt, gân, xương của con vịt này. Hơn nữa còn không hề ảnh hưởng đến đồ ăn. Cô nương đúng là kỳ tài nấu ăn. Lý Thái Y, có gì muốn nói sao? Ban nãy tại hạ thấy cô nương này đao pháp nhanh, lại phân biệt rất rõ kinh mạch và nội tạng. Chắc hẳn cô nương từng nghiên cứu tồn chân đồ phải không? Cô nương đúng là một kỳ tài y học. Hay, hay, hay lắm.